bác sĩ mới phẫu thuật xong một cái trường hợp là đẩy cái xương hàm dưới ra phía sau. Và các bạn có thể thấy đây, qua hình ảnh nội soi thì các bạn thấy đây là cái đường cắt xương và đây là cái nẹp vít mà bác sĩ dùng để mà cố định cái xương hàm dưới sau khi mà đẩy lùi ra phía sau. Cái phẫu thuật này nó nhằm cái chỉnh sửa cái trường hợp mà khu vực lưỡi cày, là những trường hợp mà cái cằm và cái xương hàm dưới nó bị đưa ra phía trước quá mức, thì nó làm cho khuôn mặt chúng ta mất cân xứng và xấu, nên là mình cần cái phẫu thuật này để cái khuôn mặt nó trở nên cân đối và đẹp hơn. Sau khi mình phẫu thuật đẩy cái xương hàm dưới ra phía sau thì cái khớp cắn của bạn nam này về đúng vị trí rồi. Bây giờ cái răng cửa trên thì nó ở phía trước so với răng cửa phía dưới, và khớp cắn nó về đúng vị trí rồi. Và các bạn thấy cái cằm nó được đẩy ra phía sau, cho nên khuôn mặt của bạn sẽ không còn cái biến dạng lưỡi cày nữa, và nó trở nên cân đối đẹp trai.